JobStreet nhu cầu tuyển dụng nhân sự lên cao nửa đầu năm 2015. Du lịch dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi vẫn có thể có tăng trưởng. World Bank đánh giá cao nỗ lực ổn định kinh tế của Việt Nam trong năm 2014. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát sóng trên kênh HTV9 Chủ nhật hàng tuần. Đây là tạp chí chuyên đề về kinh tế tài chính và cập nhật tin tức doanh nghiệp. Chương trình cũng sẽ mang đến cho quý vị cơ hội được gặp gỡ với những nhân vật có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Tôi là Minh Vi và quý vị đang theo dõi Tạp chí Kinh tế cuối tuần. Trong phần đầu tiên trên tạp chí kỳ này, Minh Vi xin được chuyển đến quý vị những thông tin như sau. Trang mạng việc làm thuộc hàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á Jobstreet.com vừa đưa ra dự báo thị trường lao động Việt Nam có thể thiếu hụt nhân sự trong nửa đầu năm 2015. Khi đó, có đến 81% doanh nghiệp được khảo sát cho biết có nhu cầu tuyển dụng cao trong giai đoạn này. Theo Jobstreet.com, thị trường nhân sự sau Tết thường chứng kiến nhiều biến động do lượng lao động về quê ăn Tết quay lại không đủ. Riêng trong năm nay, khảo sát của Jobstreet còn cho thấy có đến 81% doanh nghiệp cho biết có nhu cầu tuyển dụng cao trong quý 1 và quý 2 nhằm phục vụ mở rộng quy mô hoặc thay thế vị trí. Nhà tuyển dụng đang đòi hỏi các yêu cầu ngày càng cao hơn về trình độ và chất lượng lao động. Cùng với nền kinh tế được dự báo sẽ có bước khởi sắc và tạo ra nhiều việc làm hơn trong năm 2015, trong đó ba ngành dự đoán sẽ khó tuyển dụng nhất trong năm sau là công nghệ thông tin, tiếp thị, bán hàng và kỹ thuật. Cũng theo khảo sát của Jobstreet.com, có đến 86% nhân sự ở phân khúc quản lý cấp cao cho rằng thời điểm thích hợp để nhảy việc sẽ rơi vào quý 1 và quý 2 năm sau. Chỉ có 14% còn lại cho rằng thời điểm thích hợp để chuyển việc sẽ rơi vào quý 3 và quý 4. Cũng như những năm trước, việc bùng phát tình trạng hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết sắp đến là không thể tránh khỏi. Do đó, đây cũng là thời điểm mà công tác kiểm soát và ngăn chặn của cơ quan chức năng được tăng cường tối đa. Sau đây là một số thông tin về tình hình phòng chống hàng nhái, hàng giả dịp Tết năm nay do Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức mới đây. Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam gọi tắt là VATAP nhận định, nạn buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt vào trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi sắp đến. Theo ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch VATAP, thống kê sơ bộ đang có 31 ngành hàng đang bị làm giả, làm nhái, dẫn đầu trong số đó là nhóm hàng mỹ phẩm, điện tử, điện lạnh và rượu bia, nước giải khát, v.v. Trong đó, do thói quen dùng làm quà biếu và tiệc tùng nên mặt hàng rượu bia đang trở thành điểm nóng trong hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhái dịp Tết. Đại diện VATAP, Hiệp hội Bia rượu, Nước giải khát và Cục Quản lý Thị trường cũng cho rằng việc kiểm soát tình trạng hàng giả, hàng nhái dịp Tết này vẫn không đơn giản. Ông Bảo dẫn chứng, chỉ ở phía Bắc cũng có khoảng 100 đường mòn qua biên giới Trung Quốc, rất thuận tiện cho nạn buôn lậu. Ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương đánh giá, mặc dù kết quả xử lý vi phạm hàng hóa tăng trong năm 2014, nhưng vẫn chưa phản ánh đúng thực trạng nhức nhối hiện nay. Tình hình này vẫn diễn biến phức tạp, có cái sự một số lĩnh vực thì có xu hướng gia tăng và mang nhiều cái yếu tố nước ngoài. Thì trước cái tình hình như vậy thì các lực lượng chức năng mặc dù đã tăng cường kiểm soát nhưng mà cái số liệu và cái kết quả đạt được thì cũng chưa được như cái mong muốn của chính phủ và cái kỳ vọng của người dân, cũng như là chưa phản ánh đúng cái tình hình vi phạm hiện nay. Đầu năm đến nay, theo thống kê sơ bộ, cơ quan quản lý thị trường cả nước đã xử lý hơn 100.000 vụ vi phạm lĩnh vực hàng hóa, tăng 15% so với năm 2013. Trong đó xử lý hàng cấm, hàng nhập lậu hơn 14.000 vụ, hàng giả kém chất lượng, xâm phạm bản quyền 18.000 vụ, gian lận thương mại trên 66.000 vụ. Trong phần sau, chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị một câu chuyện đầy đủ hơn xung quanh những giải pháp phòng chống hàng hóa không rõ nguồn gốc trong những dịp cao điểm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo. Ngay sau khi xuất hiện thông tin giá ô tô dưới 9 chỗ có thể giảm hàng trăm triệu đồng vào năm 2015 trên một số phương tiện truyền thông, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA mới đây đã chính thức bác bỏ thông tin này. VAMA khẳng định rất ít khả năng các chính sách thuế có tác động làm giảm giá ô tô vào năm 2015. Trong suy luận trước đó, nguồn thông tin cho rằng giá ô tô có thể giảm mạnh vào năm sau là nhờ lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định Hàng hóa ASEAN ATIGA và việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, VAMA cho biết chưa có quyết định chính thức về việc giảm hai dòng thuế này. Hiệp hội khẳng định Bộ Công Thương đã kiến nghị giữ mức thuế nhập khẩu ở mức 50% không đổi cho đến năm 2017. Còn Bộ Tài chính thì kiến nghị mức thuế 50% năm 2015, 40% năm 2016 và 30% năm 2017. Lộ trình giảm thuế này chưa được chính phủ thông qua và vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt cuối cùng. Tuy nhiên, dù kiến nghị nào được duyệt thì mức thuế nhập khẩu ATIGA cho xe nguyên chiếc năm 2015 là không đổi.
Còn đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, Vama cho biết biểu thuế hiện hành vẫn còn hiệu lực và không đổi. Quốc hội đã thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, hiệu lực từ năm 2016, nhưng trong đó mức thuế đánh lên ô tô không thay đổi. Ngoài ra, hiệp hội này nhấn mạnh, việc kiến nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô cũng chưa được Bộ Tài chính đồng ý. Như vậy, có thể thấy, trước mắt thì mặt bằng giá ô tô tại thị trường Việt Nam năm sau vẫn sẽ không có gì thay đổi lớn. Theo thông tin mới đây từ Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam, có đến hơn 60% doanh nghiệp Việt Nam chưa hiểu thấu đáo về quy trình phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hay còn gọi là hoạt động CSR. Số liệu do Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam đưa ra cho thấy, 98% doanh nghiệp nước ngoài coi CSR là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nhưng tại Việt Nam, chỉ có 63% doanh nghiệp hiểu về CSR và phát triển bền vững. Nguyên nhân được cho là vì đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa nên nhận thức và nguồn lực hạn chế. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lãnh đạo theo nhiệm kỳ nên thường ít quan tâm việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững vốn đòi hỏi tốn kém chi phí và thời gian thực hiện bền bỉ lâu dài. Thưa quý vị, mặc dù các số liệu kinh tế cho thấy sức mua của thị trường đang giảm, nhưng theo những nhà kinh doanh du lịch lớn, thị trường du lịch dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi sắp tới vẫn có thể tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo Viettravel, mặc dù tình hình kinh tế chung đang có những diễn biến xấu, nhưng vẫn có những yếu tố kích thích nhu cầu đi du lịch của người dân. Đặc biệt, dịp nghỉ Tết Ất Mùi năm nay kéo dài đến 9 ngày, nên lượng khách vẫn có thể bằng hoặc có tăng so với dịp Tết năm ngoái. Bên cạnh những cái bất lợi về cái CPI giảm và một số cái tin tiêu dùng giảm, thì cũng có những chỉ số mà chúng tôi cho rằng là nó có khả năng nó tác động tích cực đến thị trường du lịch nói riêng. Thứ nhất đó là cái nhu cầu đi nghỉ của người dân là có thật. Sau một năm làm việc cực nhọc, thì việc mà gia đình đoàn viên thì và họ cần có những giây phút bên nhau. Thứ hai là ngày nghỉ dài ngày cũng là một yếu tố thuận lợi cho việc mà người dân đi du lịch. Cái thứ ba đó là chúng ta cũng thấy một thị trường mà cũng bà con Việt kiều về đông, và cái kiều quý hối cuối năm thường dồn về đông, thì đây cũng là một tín hiệu tích cực cho tiêu dùng nói chung và tiêu dùng du lịch nói riêng. Tuy nhiên, áp lực về lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ rất lớn do hầu hết đều phải giảm mạnh giá tour để kích cầu. Liên tiếp là những thông tin như sau. Sau quyết định giảm trần giá vé máy bay nội địa của Bộ Tài chính, đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific vừa cho biết sẽ tính toán lại và chỉ giảm giá vé ở vài thời điểm, vài chặng bay chứ không thực hiện đồng loạt. Theo đại diện ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet Air, các hãng này đã có văn bản báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về khả năng giảm giá vé sau khi có quyết định giảm giá trần vé máy bay nội địa. Theo đó, các hãng cho biết sẽ giảm giá các hạng vé phổ thông theo hướng giảm thêm giá vé ở vài thời điểm và chặng bay, chứ không giảm đồng loạt 15% giá hiện hành như đề xuất của Cục Hàng không trước đó. Theo đại diện của hãng Vietjet Air, mức giá cao nhất của hãng vẫn thấp hơn từ 15 đến 20% so với giá trần. Hãng này cho biết việc giá xăng dầu giảm thấp sẽ tạo điều kiện cho việc tăng cường khuyến mãi trong năm sau. Riêng vào lúc cao điểm, tức là từ 23 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày 15 tháng Giêng năm sau, thường có hiện tượng lệch đầu, tức là một chiều sẽ không còn trống chỗ, nhưng chiều ngược lại chỉ có từ 10 đến 20% lượng khách. Do đó, giá vé trong thời điểm này thường phải cao hơn nhiều so với bình thường để bù đắp chi phí. Việt Nam sẽ tạm dừng nhập khẩu hàng chục loại trái cây Úc từ đầu năm 2015 tới để chống dịch ruồi đục quả. Đây là thông tin đã được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xác nhận mới đây. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, hiện dịch ruồi đục quả đang lan tràn trên nhiều loại trái cây ở Úc, và đây là đối tượng kiểm dịch của Việt Nam, do đó tạm dừng nhập nhiều loại trái cây Úc là để ngăn chặn dịch lây lan trong nước. Lệnh tạm dừng nhập khẩu trái cây Úc kéo dài cho đến khi nào phía Úc thông báo đã hết dịch và trái cây nhập về đáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch của Việt Nam. Còn hiện tại, trước khi lệnh cấm có hiệu lực, các cơ quan kiểm dịch cửa khẩu sẽ tăng cường kiểm dịch trên những lô hàng nhập khẩu từ Úc. Ước tính 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 2.000 tấn trái cây từ Úc, chủ yếu là nho, lê, táo và cherry. Thưa quý vị, vấn đề ô nhiễm nguồn nước trên các tuyến sông kênh rạch chính của thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có rất nhiều cải thiện. Tuy nhiên, trong một hội thảo về môi trường mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, giới chuyên gia cho rằng để hạn chế tình trạng ô nhiễm quay lại, cần phải xúc tiến quá trình di dời hoạt động sản xuất ra khỏi khu dân cư. Chi cục bảo vệ môi trường thành phố cho biết, theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên Môi trường, từ năm 2005 đến năm 2009-2010, mức độ ô nhiễm trên các kênh rạch sông ngòi thành phố có xu hướng mỗi ngày mỗi tăng. Nhưng từ năm 2010 đến năm 2013, mức độ ô nhiễm môi trường tại các khu vực này giảm dần, thể hiện qua việc các chỉ tiêu ô nhiễm như TSS, dinh dưỡng, hữu cơ giảm dần theo tuyến tính và theo thời gian. Điều này cho thấy những nỗ lực của thành phố trong cải thiện môi trường các kênh rạch bằng các chính sách, dự án cụ thể đã đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, trong năm 2014, tình trạng tái ô nhiễm có vẻ xuất hiện trở lại trên một số dòng kênh. Theo kết quả giám sát, thì trong năm 2014 thì nó cũng có cái dấu hiệu
là nó chững lại và nó có một vài cái chỉ tiêu có xu hướng là quay trở ngược lại, gọi là tái ô nhiễm. Cái việc mà đầu tư các hệ thống xử lý nước thải và cải tạo hệ thống kênh rạch trên địa bàn thành phố theo cái lộ trình, đây là trong quá trình đầu tư xây dựng, do vậy mà nó cũng là một trong những nguyên nhân mà nó gây ra cái ô nhiễm hiện trạng hiện tại trong cái thời điểm hiện nay. Ngoài nguyên nhân khách quan trên, theo các chuyên gia, vấn đề quy hoạch đô thị không tốt vẫn là cốt lõi dẫn đến tình trạng ô nhiễm trên các dòng sông, kênh rạch chính của thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp diễn. Do từ cái quy hoạch ban đầu của thành phố, cái vấn đề cơ sở sản xuất xen cài trong cái khu dân cư cũng là một trong những nguyên nhân mà rất là bất cập và khó khăn trong công tác quản lý kiểm soát. Do vậy mà hiện nay thành phố cũng đã thực hiện, đã thấy và đã thực hiện cái vấn đề này và thực hiện là thành lập ban chỉ đạo di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và cơ sở mà không phù hợp quy hoạch, và cái địa điểm di dời là buộc phải di dời vào trong các cái khu công nghiệp hoặc là các cụm công nghiệp mà đã có đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh. Theo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố, hiện nay lượng nước thải đô thị qua xử lý ở thành phố chỉ mới đạt 10% yêu cầu. Thành phố đặt mục tiêu nâng con số này lên mức 70-80% trong năm 2020. Theo dự thảo bản giá đất mới nhất mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Hội đồng Nhân dân Thành phố để thông qua trong kỳ họp tháng 12 này, dự kiến tại bản giá đất mới có nơi giá đất sẽ tăng gần gấp đôi so với bản giá hiện tại. Trong dự thảo sẽ được trình lên Hội đồng Nhân dân Thành phố, dự kiến giá đất tối đa sẽ vẫn thuộc về một số tuyến đường ở quận 1 như đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ với 162 triệu đồng một mét vuông, tăng 1,9 lần so với mức hiện hành. Hội đồng thẩm định bản giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, dù bản giá đất mới đã gần chạm khung quy định của chính phủ, nhưng thực tế cũng chỉ bằng 25-30% giá thị trường. Riêng giá đất nông nghiệp lần này vẫn được giữ nguyên. Bản giá đất mới sẽ được chính thức ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thưa quý vị, giao thừa Tết Dương lịch năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên sẽ thực hiện bắn pháo hoa nghệ thuật kết hợp trình diễn ánh sáng laser tại tòa nhà cao nhất thành phố Bitexco Financial Tower, gọi tắt là BFT. Đây là thông tin được Sở Văn hóa Thể thao thành phố cho biết tại buổi họp báo gần đây về lễ hội chào đón năm mới 2015. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật kết hợp với trình diễn ánh sáng chào mừng Tết Dương lịch 2015 có chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh 40 mùa xuân. Trong 15 phút bắn pháo hoa, màn trình diễn ánh sáng laser 3D sẽ chiếu trên hai mặt thân tòa nhà Bitexco các hình ảnh như là cờ đảng, cờ tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình biểu tượng của thành phố như Bến Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất, chợ Bến Thành, v.v. Chương trình được thực hiện bởi nhà thầu Ruzari của Pháp, đơn vị thực hiện các màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều tòa nhà nổi tiếng trên thế giới và được tài trợ toàn bộ kinh phí bởi tập đoàn Bitexco. Ngoài các công nghệ pháo hoa tiên tiến thế giới được đối tác Ruzari của Pháp họ đưa sang, thì có một cái màn pháo hoa đặc biệt, đó là màn pháo hoa thác nước, là lần đầu tiên họ mới sáng chế ra, họ cũng sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Là màn pháo hoa thác nước sẽ được tạo hiệu ứng từ sân bay trực thăng trở xuống và trên nóc tòa nhà số tầng 68 đổ lên. Thì hy vọng là cái màn pháo hoa nghệ thuật đặc biệt năm nay giữa pháo hoa, âm thanh và ánh sáng sẽ tạo ra một cái bữa tiệc về âm thanh, ánh sáng và hoa để cho bà con công chúng Thành phố Hồ Chí Minh thưởng ngoạn trong cái đêm giao thừa năm nay. Theo ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, ngoài chương trình bắn pháo hoa tại tòa tháp BFT, thành phố sẽ thực hiện bắn pháo hoa tại công viên văn hóa Đầm Sen trong đêm giao thừa Tết Dương lịch năm nay. Lễ hội chào đón năm mới 2015 của thành phố cũng sẽ có các hoạt động phong phú khác như chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới tại công viên 23 tháng 9, chương trình trang trí ánh sáng đường phố tại các tuyến đường trung tâm, các hoạt động thể thao như giải đua thuyền truyền thống thành phố chào năm mới trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, giải đua xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ, quận 2, v.v. Phần tiếp theo sẽ là thông tin về đường hoa Hàm Nghi dịp Tết Ất Mùi sắp đến. Theo thông tin từ ban thi công, bố cục phác thảo của đường hoa năm nay đã chính thức được hoàn thành. Cũng như mọi năm, đường hoa sẽ ngập tràn hương sắc của đồng quê Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó, nét mới là đường hoa năm nay còn có cả hình ảnh metro, hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên đang được xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường hoa Hàm Nghi gồm 3 phân đoạn chính là hào khí Việt Nam, bản sắc Việt và vinh quang Việt Nam. Như mọi năm, đầu đường hoa là đại cảnh gia đình dê, linh vật của năm đứng trên ngọn đồi xen kẽ với hoa và những tảng đá lớn. Đoạn đầu của đường hoa sẽ được lắp đặt các vật phẩm thủ công mỹ nghệ, mái che hoa từ 6 tâm, kén hoa khổng lồ, xen kẽ là những tượng dê làm từ nhiều chất liệu như rơm, cừ tràm, vỏ gỗ. Đoạn bản sắc Việt bao gồm những suối hoa, trụ hoa, kén hoa, sông hoa được bố trí ở các cao độ khác nhau để mọi người có thể tham quan và chụp ảnh. Tại phân đoạn này cũng sẽ có những hình ảnh làng quê Việt Nam yên bình với cánh đồng lúa, mái nhà tranh, tấm phản tre và đôi liễn đỏ.
đoạn cuối vinh quang Việt Nam sẽ là hình ảnh của cuộc sống đô thị với thùng thư, khung cửa hoa, đặc biệt là metro hoa, phương tiện giao thông đang được thành phố xây dựng. Đường hoa Tết Hàm Nghi dài 510m từ đường Phó Đức Chính đến Hồ Tùng Mậu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại phần đầu tạp chí Kinh tế cuối tuần trên kênh HTV9. Minh Vi xin mời quý vị đến với phần tiếp theo.